Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bệnh sương mai trên cây dưa hấu nhé quý vị. Đối với cái bệnh này thì nó gây hại trên cây dưa hấu theo cái điều kiện khá là khắc nghiệt trên cây dưa. Nó làm cho cây dưa có thể mất năng suất. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái bệnh này như thế nào và giải pháp phòng trị của nó ra sao nhé. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé quý vị. Hãy ủng hộ kênh Phòng Mạch Cây Trồng của chúng tôi nhé. Thì tác nhân để mà gây cái bệnh sương mai trên cây dưa hấu nó là một cái bệnh do nấm Pseudoberonobura cubensis rotten gây ra. Và nấm gây bệnh tồn tại ngay trên tàn dư của cây bệnh ở vụ trước trên đồng ruộng. Đây là cái nguồn bệnh rất quan trọng ban đầu để lây truyền sang cái vụ sau. Và chúng ta tìm hiểu về cái bệnh sương mai thì cái bệnh được phát hiện lần đầu tiên ở Cuba vào năm 1868. Sau đó thì phát hiện thấy ở Bắc Mỹ và đến nay thì phổ biến hầu như khắp các nước trên thế giới. Đây là một cái lá dưa hấu nó bị bệnh sương mai nặng. Và tên thường gọi là bệnh sương mai, nó thuộc cái họ cây bầu bí dưa như là dưa chuột, dưa lê, dưa hấu, cây cảnh và rau lá. Vùng bị nhiễm bệnh thì nó đổi màu trên bề mặt của màu lá xanh nhạt đến vàng, sau đó chuyển sang màu nâu. Một loại giống như là cái nấm mang tên là Oomycetes gây ra. Rồi khi mà thời tiết ẩm ướt nhiều ngày thì nó sẽ gây hại nhiều hơn. Cái này nó khác với tháng thư ở chỗ là tháng thư nó có những cái vòng tròn đồng tâm, còn cái bệnh sương mai thì nó chỉ là những cái quần màu nâu như thế này, nó không có vòng tròn đồng tâm. Và cái triệu chứng gây bệnh sương mai trên cây dưa hấu thì chúng ta thấy rằng là cái vết bệnh của nó xuất hiện trên lá, với vết bệnh là những cái đốm hình đa giác hơi vàng, đa giác hơi vàng như thế này. Và những cái vết đốm này nó nằm rải rác trên lá và nó nằm dọc theo cái gân lá là chính. Sau đó thì vết bệnh nó chuyển dần sang màu nâu nhạt và xám bạc. Nếu mà thời tiết thuận lợi thì bệnh sẽ lây lan rất là nhanh. Trường hợp bị hại nặng thì nhiều vết bệnh liên kết lại với nhau thành từng mảng như là chỗ này đây. Và nó làm cho lá bị vàng, khô và rụng, cháy rụi. Mặt dưới thì cái vết bệnh nó thường hình thành một cái lớp mốc màu trắng, xám, đó là các cái thành bào tử, cành bào tử phân sinh của cái nấm bệnh nó gây ra. Và đặc biệt là đối với lại cái bệnh sương mai này thì nó có thể lây lan sang cả thân, cành và hoa cũng như là trái của cây dưa của chúng ta. Nếu như mà thời tiết ẩm ướt, tạo ẩm độ không khí và ẩm độ đất cao thì phía dưới chỗ vết bệnh sẽ xuất hiện một cái lớp nấm mốc màu xám trắng, xốp nhìn như là sương muối. Thì đây là cái vết bệnh của cái sương mai, chúng ta thấy nó không có những vòng tròn đồng tâm. Nếu như mà có những vòng tròn đồng tâm thì đó là cái bệnh tháng thư. Đó, như vậy chúng ta nhìn rất là rõ, rất là dễ thấy ha. Và cái đặc điểm để phát hiện cái bệnh sương mai thì sự phát triển của bệnh rất thuận lợi khi mà điều kiện ẩm độ cao như là mưa phùn, mưa nhỏ, gió, sương hay là sương mù nhiều. Và đây là những cái vết bệnh sương mai trên lá chúng ta thấy cũng như là trên trái. Và nhiệt độ tương đối thích hợp như của nó là từ 18 tới 25 độ C. Và trong cái điều kiện có cái giọt nước hoặc là ẩm độ bão hòa 100% ở nhiệt độ 18 độ C thì thời kỳ tiềm dục của bệnh nó chỉ trong vòng 5 ngày, 5 giờ. Nó chỉ trong vòng 5 giờ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà mình tưới nước ẩm ướt đẫm trên cây, trên lá thì cái bệnh này rất là dễ phát triển. Về cái biện pháp phòng trừ bệnh sương mai trên cái cây dưa hấu thì chúng ta thấy rằng là biện pháp có hiệu quả để phòng trừ bệnh này là tiêu diệt tàn dư thân lá bệnh, làm tốt vệ sinh đồng ruộng ngay sau khi thu hoạch của cái vụ trước. Cái thứ hai là chúng ta phải chọn giống tốt, lấy giống từ những cái ruộng không bị bệnh. Và xử lý cái hạt giống bằng thuốc hóa học lên luống cao, làm rãnh thoát nước tốt, để ruộng luôn khô ráo, thông thoáng, tăng cường bón phân hữu cơ quay mục, có ủ bằng cái nấm Trichoderma, bón cân đối đạm, lân và kali. Không bón quá nhiều đạm, nhất là khi mà cây đã chớm bị bệnh, mà thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển. Và cái đó là cần kiểm tra vườn thường xuyên, nhất là từ khi cây ra hoa, đậu trái trở đi, sẽ sớm phát hiện bệnh và phun thuốc kịp thời. Thì để có được một cái ruộng sáng như thế này thì chúng ta cần phải chăm sóc thường xuyên và thấy những cái vết bệnh chớm xuất hiện đầu tiên là chúng ta phải đi phun thuốc thôi. Và cái sản phẩm mà chúng ta có thể phun thì ở đây có cái nhóm gốc azoxystrobin như là cái Amista 250SC hay là cái Amista Top 325SC hoặc là HEP 400SC hay là Relax Extra 325SC và kể cả cái Trobin Top. Thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này với cái liều là 15-30ml trên bình 25 lít. Và nếu như mà chúng ta cần thì có thể liên hệ tư vấn kỹ thuật hoặc là mua hàng qua số 0353 828 373. Ngoài những cái sản phẩm này
thì trên thị trường nó còn nhiều sản phẩm của các công ty khác nhập khẩu và phân phối có cùng cái hoạt chất azoxystrobin chúng ta cũng có thể sử dụng được. Tuy nhiên mình cần phải cân nhắc là về cái chất phụ gia xem nó có tinh khiết, nó đủ để đáp ứng cho cái cây dưa trải lá hay không, và nó có làm dị ứng lá dưa hay không. Và nhóm sản phẩm tiếp theo đó là sản phẩm gốc mancozeb. Thì đối với gốc này chúng ta có thể sử dụng cái dithan M45 vàng, dithan M45 xanh, hoặc là chúng ta sử dụng cái nhóm mancozeb xanh, mancozeb vàng. Đây là những cái sản phẩm mà chúng ta có thể sử dụng trên dưa với cái điều kiện là liều lượng sử dụng từ 2 đến 2 ký rưỡi trên 1 hectare. Và chúng ta cũng nhớ trên thị trường nó có rất là nhiều sản phẩm mà chúng ta có thể sử dụng cùng hoạt chất. Tuy nhiên về độ tinh khiết là quan trọng nhất. Và nhóm thuốc gốc đồng thì chúng ta có thể sử dụng cái nhóm nọt siêu hay là nano đồng hoặc là cuprazine 85 WB hay là đồng đỏ 750. Thì đây là những sản phẩm chúng ta có thể sử dụng với cái điều kiện là 0,8 đến 1 kg trên 1 hectare đối với dạng bột và 1 đến 1,2 ml trên 1 lít nước đối với lại dạng nước. Ngoài bốn cái loại này thì chúng ta cũng còn những cái dạng khác, các công ty khác nhập khẩu về có cùng hoạt chất chúng ta cũng có thể sử dụng. Đối với lại nhóm thuốc chlorothalonil, đây là một cái nhóm mà nó có cái tên là daconin 500 SC hay là cái rivotopti hoặc là cái chionin hay là cái Optiva. Những sản phẩm này chúng ta cũng có thể sử dụng để mà chúng ta quản lý cái bệnh xương mai trên cây dưa hấu với cái liều khuyến cáo là từ 1 đến 1 ký rưỡi trên 1 hectare đối với cái dạng bột và dạng nước là từ 1 đến 1,2 lít trên 1 hectare. Ngoài những cái tên này thì cũng có những cái sản phẩm khác của các công ty phân phối nhập khẩu về để mà có cùng cái hoạt chất chlorothalonil thì chúng ta cũng thể sử dụng được. Và đặc biệt là còn một cái nhóm nữa đó là nhóm thuốc metalaxin. Đây là cái nhóm như là cái matasin hay là metalaxin đỏ hoặc là mesin hay là ridomin. Những cái nhóm này chúng ta cũng có thể tiến hành phun để phòng trừ cái bệnh xương mai trên cây dưa hấu với cái liều khuyến cáo là từ 2 đến 2 ký rưỡi trên 1 hectare. Và ngoài bốn cái loại này thì còn các cái loại tên khác của nhiều công ty khác nhập khẩu phân phối cùng hoạt chất gốc metalaxin. Và tiếp theo đó là cái nhóm robinep. Nhóm robinep đây là một cái sản phẩm như là cái tobacon 70 WB hay là cái rofiller hoặc là cái melody duo hay là cái antracon. Thì nói những nhóm này chúng ta sử dụng cái liều khuyến cáo từ 2 tới 2 ký rưỡi trên 1 hectare. Và chúng ta cũng có những cái sản phẩm công ty khác nó có cùng hoạt chất nhưng mà khác tên mình cũng có thể sử dụng trong cái robinep này. Và chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị có một số cái lưu ý về cách phun bệnh xương mai. Thứ nhất là chúng ta nên phun tác ghép ướt đều tán lá. Thứ hai là phun thuốc lưu dẫn sẽ giúp quản lý tốt bệnh hơn là thuốc tiếp xúc. Cái thứ ba là vòi phun phải mịn và áp lực phù hợp trên từng loại cây trồng. Thứ tư là tốt nhất là quơ cần chọc từ trên xuống và hướng từ dưới lên để thuốc tiếp cận cả hai mặt lá. Đến cái điều kiện mà từ dưới lên này thì chúng ta có thực hiện. Tuy nhiên khi chúng ta quơ cần từ trên xuống thì cái áp lực cái bình phun của chúng ta sử dụng bằng bình máy, bình đeo dai thì áp lực mạnh nó sẽ thổi khói ngược xuống đất và nó dội ngược trở lên trên lá thì mặt dưới lá vẫn có tiếp xúc với thuốc rất là tốt. Và mùa mưa thì phải phun phòng khi chớm xuất hiện bệnh. Đó là một số cái thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về sản phẩm cũng như là cái giải pháp để quản lý cái bệnh xương mai trên cây dưa hấu của chúng ta. Đó là một số thông tin rất là quan trọng chúng ta có thể tham khảo thêm để phòng trừ cái bệnh xương mai trên cây dưa hấu cho thật là tốt. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng video của quý vị. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé. Hãy ủng hộ kênh Phòng Mạch Cây Trồng nếu thấy hữu ích nhé quý vị. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.